shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín, chất lượng. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismarck Reforged. Thì trong thời gian giữa hai tập, mình đã tiến hành hoàn thành xong cái căn nhà của mình rồi các bạn ơi. Nhìn nó cũng khá là xịn sò đây. Ở đây thì mình cũng có trang trí bằng những cái đèn ở đường các bạn ơi. Nhìn nó cũng khá là hấp dẫn ha. Bên đây cũng một cây nữa các bạn ơi. Và đồ đạc trong những cái căn nhà cũ á, mình cũng đã di chuyển đi hết rồi. Cũng như là mấy cái vườn berry á và vườn apricorn mình cũng đã chuyển đi hết luôn nha các bạn. À, còn một thứ mình chưa chuyển, đó chính là những cái lò này. Những cái lò này nó có rất là nhiều đồ ở đây luôn các bạn ơi. Trời ơi, không biết bao giờ tôi mới chuyển được đi đây. Chắc mình sẽ hẹn một cái dịp sau đấy các bạn ơi. Hôm giờ mình chuyển đồ nó cũng khá là mệt luôn các bạn ơi. Và mình cũng đã có tiến hành tạo một cái sàn đấu cho mình và Subo luôn rồi. Ôi, chỗ này có một con gì nè các bạn ơi. Đây là Chikorita. Con này rất là dễ thương luôn nè. Nhưng mà tiếc quá, mình đã có nó rồi á. Wow, Chikorita. Đây chính là cái sàn đấu của chúng ta các bạn ơi. Đó, nhìn từ trên cao xuống thì nó rất là giống một quả Pokemon nha. Quá là tuyệt vời luôn nha các bạn ơi. Thì mình chỉ mới xây sơ sơ như vậy thôi. Đó, chứ chưa có đi vào xây một cái sàn đấu xịn sò cho lắm đó các bạn. Đại khái là mình đứng bên này, còn Super đứng phía bên này để mà thách đấu mình thôi. Và ở đây thì mình sẽ cùng đi ngủ một cái đi. Rồi chúng ta sẽ đi qua tham quan cái ngôi nhà của mình sau nha. Ôi trời sáng rồi bạn ơi, bây giờ chắc mình sẽ làm một cái tour tham quan quanh nhà của mình cho các bạn nha. Đây, bước vào trong đây thì mình có thuê hai anh cảnh sát để làm bảo vệ nha bạn ơi. Đây, đây chính là bảo vệ Rony nha bạn ơi. Mình đã cho mấy ông nói hết bằng tiếng Việt của bạn ơi. Phải đào tạo một khóa tiếng Việt đó, khá là mệt mỏi luôn. Thì đầu tiên mình sẽ cho các bạn tham quan ở bên ngoài trước đi nha. Thì chỗ này á, nó có hai cái vật dụng gì rất là lạ luôn các bạn ơi. Đây là một cái infuser nè. Và cái còn lại chính là cái cooking pot, dùng để nấu mấy cái trái berry ra đó. Wow, cái này mà dùng để nấu đồ luôn hả? Cũng hay chứ bộ. Đây là infuser nè bạn ơi. Nói chung là nó làm về những cái trái berry thôi. Đây mình có một cái chest, đó chứa tất cả những cái trái berry mà chúng nó có thể infuser nè. Tôi cũng có thể nấu. Phía bên này á, thì mình trồng hết mấy cái cây berry. Đây chỉ là 6 loại berry dùng để tăng giảm những cái điểm EV thôi các bạn. Và mình cũng có thuê một cái ông chăm vườn nữa các bạn ơi. Ông này là vô xé. Khá là xịn sò luôn. Ở đây mình cũng có để mấy cái máy cắt cỏ để cho có gì á, ông sẽ đi cắt cỏ với mình đó các bạn ơi. Và chỗ này thì mình có những cái rương. Nó có một cái bình tưới nước thôi. Công thức thì rất là đơn giản. Cái rương này á, thì mình vẫn chưa thu hoạch gì á, nên chưa có berry nào trong đây cả các bạn ơi. Bên đây thì mình tới với những cái loại berry khác thôi. Đó, quanh nhà mình toàn là berry thôi nè các bạn ơi. Quá chừng quá đất berry luôn. Có những cái cây berry này nó đã mọc lên rồi nè. Ôi nhìn nó cũng xịn sò chứ bộ ha. Những cái berry màu hồng mạnh mẽ. Và phía bên này á, mình có trồng những cái cây apricorn nữa bạn ơi. Đây chính là 7 cái loại apricorn nha, dùng để chế tạo những cái quả cầu cho chúng ta đó. Ôi xịn thiệt sự. Phía bên này thì mình vẫn chưa thu hoạch, nên nó cũng không có gì trong những cái rương đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nhà cho các bạn coi nha. Tới chỗ này thì chúng ta gặp được một ông này là họa sĩ nha các bạn ơi. Đây là họa sĩ Leonardo. Wow, một vị họa sĩ rất là nổi tiếng luôn. Ở đây mình có những cái ghế để cho ông ngồi, ông nhìn trời, nhìn mây, nhìn gì đó để ông vẽ các bạn ơi. Đây là những cái khung tranh của ổng nè. Sau này ổng vẽ vô đây nha các bạn. Mình cũng có chế tạo hai cái xe đạp luôn. Một cái xe đạp màu xanh, một cái xe đạp màu đỏ. Chính xác á là mình rinh ở bên cái shop màu xanh xanh này nè. Đi qua thôi các bạn ơi, chứ không có chế tạo gì đâu. Đây thì mình có những cái biểu ngữ của hai cái hội quán. Đó, hội quán hệ Citric và cũng như là hội quán hệ băng thì phải. Rồi, bây giờ thì vào nhà thôi bạn ơi. Nhà mình thì xây bằng thạch anh cũng như là xây bằng kính thôi nè. Đó, kính đèn ở bên ngoài. Và ở bên trong là kính trắng nha bạn. Bước vào thì mình toàn treo những cái tranh này thôi à. Sau này á mình sẽ tiến hành đi chụp ảnh Pokemon á, rồi mình sẽ dán lên đây nha các bạn ơi. Đó, mình có những cái đồng hồ ở đây luôn nè. Để chúng ta có thể dễ dàng coi giờ đó. Thì đầu tiên chắc mình sẽ tham quan ở phía bên phải trước đi ha. Ở phía bên phải á thì là nơi làm việc của các tiến sĩ nha các bạn ơi. Phía bên này á chúng ta có được tiến sĩ Adam. Hấp dẫn chưa. Ông đang coi về những cái máy hóa thạch đó các bạn ơi. Đây có một tiến sĩ khác, đây chính là tiến sĩ Ada. Ôi tên hai người giống nhau quá à. Phía này thì có một tiến sĩ.
đang nghiên cứu về cái máy tạo Mewtwo đó bạn ơi. Đây chính là giáo sư Doofenshmirtz. Ôi ơi, rất là giống trong cái phim Phineas and Ferb luôn các bạn ơi. À, và cuối cùng là một giáo sư rất là đẹp luôn các bạn à. Đây là giáo sư Rush. Rất là đẹp luôn. Rồi, đó chính là phòng làm việc của giáo sư cũng như là tiến sĩ đó bạn ơi. Rồi mình sẽ tham quan cái phòng khách của mình nha. Phòng khách của mình á thì nó có một cái tivi, tivi rất là to luôn các bạn ơi. Và mình cũng có trang bị một cái dàn ghế sofa đó để khách tới nhà mình nó có thể ngồi đây và xem tivi được nha các bạn ơi. Hấp dẫn. Cũng có những cái hộp để đồ trong này luôn, và chỗ này có một cái thùng rác dùng để bỏ rác vào đó bạn ơi. Ngoài sau hai cái hàng ghế sofa thì mình có được hai cây quạt để mà cho mát thôi. Đó, và một cái máy giặt nằm ở phía bên này nè. Mình cũng có tạo những cái giá treo đồ. Đó, treo đồ bên đây cũng như là treo bên này luôn nha các bạn. Và đây chính là cái khu hồi máu của bọn mình. Mình có thuê y tá Choi về đây làm việc cho mình rồi đó. Hấp dẫn giờ. Y tá Choi và có luôn một bác sĩ nữa đó bạn ơi. Và đây chính là bác sĩ John nha các bạn. Mình thuê hai người về làm việc cho mình luôn đó. Hấp dẫn chưa? Chỗ này á thì mình có đặt một cái máy tính tiền. Đây là máy tính phí tham quan nhà của mình đó bạn ơi. Nhưng mà trong đây nó ghi là bán Pokeball thôi. Ui cái này bán mắc quá vậy. Bán một Pokeball mà 200 luôn. Ui mắc vãi chửi luôn đó. Ở đây á thì mình có một cái máy để mà gộp lại Zygarde nha bạn ơi. Hai cái trai machine ở đây đó, và những cái dàn áo nè các bạn. Ui chỗ này thì mình có thuê một cái ông kỹ sư đó để mà kiểm tra điện đốm nhà mình đó bạn ơi. Chỗ này thì có một ông khác, ông này là thợ rèn Rusty. Đây là một cái dàn rèn của mình nè bạn ơi. Và bên này thì mình đã có phân loại những cái đồ đạc hết rồi nè. Chúng ta có được những cái EV berry đó, những cái trái berry mà chuyên thuộc về EV nè bạn ơi. Đó gồm 6 loại thôi. Đây là apricorn đó, gồm 7 màu đó bạn ơi. Đây là những cái loại berry khác nè, order berry. Ồ, rất là nhiều loại berry mà chúng ta có thể trồng được luôn nha bạn ơi. Rồi, bên đây thì chúng ta có những cái đĩa nè, đĩa TM, đĩa SM. Đó, và đây là đĩa TM loại 2. Tại vì mình đã full hết tất cả đĩa TM này rồi nè. Đó, TM loại 2 thì mình cho thêm vào thôi. Đây là những cái đĩa SM. Mình chỉ mới có 5 đĩa thôi. Những cái đĩa này á khi mà học chiêu cho Pokemon á thì nó sẽ không mất đâu nha bạn. Còn đĩa TM học á thì nó sẽ mất luôn. Đó. Chỗ này thì mình có để cần câu. Đây là Super Rod ở đây. Đây là Wood Rod và Old Rod. Wow, quá trời quá đất luôn. Đây chúng ta có những cái game nè, những cái viên ngọc dùng để tăng cái sức mạnh cho các chiêu của Pokemon đó. Đây là có training item dùng để train điểm EV cho Pokemon thôi bạn ơi, cũng như là train kinh nghiệm nè. Đó. In Battle Effect item thì mình chưa cho vào. Evolution Stone thì mình đã có nè các bạn ơi. Rất là nhiều loại đá dùng để tiến hóa Pokemon luôn nè. Và cái những cái incense. Những cái incense này chúng ta dùng để lai tạo mem Pokemon đó bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái rương đây nha. Đây chúng ta có được rương vàng nè, rương sắt nè. Sắt thì mình nhiều vô đối luôn bạn ơi. Rồi đi mai về quá chừng luôn mà. Đây là rương aluminum nè. Chúng ta có được silicon, lapis, sapphire ruby nè, emerald, amethyst. Có than, có redstone cũng như là có kim cương luôn. Bên đây thì emerald mình chỉ có 3 stack thôi. Chưa đủ 3 stack nữa. Bên đây thì mình có rất là nhiều đồ luôn. Đây là đồ á mình chưa sắp xếp lại bạn ơi. Tại vì á cái thời gian sắp xếp nó lâu phải chữ luôn đó. Nên là mình chưa có cơ hội để sắp xếp lại. Thì qua thăm phía bên này thì chúng ta có những cái mechanical anvil. Đây là những cái anvil tự động nha các bạn ơi. Dùng để đập những cái đế cầu cho Pokemon đó. Cũng rất là hấp dẫn ha. Rồi thế là xong cái tầng 1 rồi. Mình sẽ lên tầng 2 cho các bạn cùng tham quan nha. Đây chính là tầng 2 của mình đây. Mình sẽ tham quan ở ngoài trước nha các bạn ơi. Chỗ này chúng ta có được một cái máy chạy. Đây là chính là cái máy chạy dùng để ấp trứng cho Pokemon đó các bạn ơi. Nếu chúng ta đeo một cái quả trứng Pokemon đó, chúng ta sẽ đi vào trong này. Đó, nó sẽ chạy như vầy hoài luôn nha các bạn ơi. Muốn đi ra thì các bạn phải quăng Pokemon có thể cởi được nha. Đây, đó, và thế là đi ra nha các bạn ơi. Cái hình thức đi ra nó hơi bị khó khăn một xíu. Và ở trên sân thượng thì mình có để mấy cây dù nè, dùng để che nắng. Đó, và một cái ghế xếp. Đây là một cái ghế xếp lại thôi bạn ơi. Đó, dùng để ngồi nhìn trời, nhìn mây được thôi. Đây thì chúng ta có được một cái phao dùng để tắm nắng đó các bạn. Bốn cái như vầy luôn. Chỗ này thì có một cái cổng địa ngục. Mình làm với kích thước 3x3 nhìn cho nó xịn sò luôn nha bạn ơi. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào trong nha bạn ơi. Và bên trong chúng ta có được mấy cái bộ giáp của mình nè. Giáp da, giáp sắt, giáp vàng cũng như là giáp kim cương. Và hai đôi giày là Urinin Boot cũng như là Neurinin Boot nha bạn ơi. Đó. Qua đây thì mình có một cái vending machine. Công thức thì rất là đơn giản thôi bạn ơi. Đây là những cái máy dùng để bán những cái loại item hồi phục sức khỏe cho Pokemon đó bạn. Ở đây thì mình có chụp ảnh một cái em Pokemon và dán vào cái khung Pokemon luôn các bạn ơi. Nhìn nó cũng khá xịn sò ha. Đây là cái con Zipluun thì phải.
Và chỗ này thì là một cái bàn cường hóa của mình thôi. Có cường hóa rất là nhiều sách trong những cái tập trước rồi đó. Nên là trời ơi, ta nói nó nhiều vô đối luôn. Chỗ này thì chúng ta có được những cái phụ kiện để mà chế tạo những cái quả bom nữa bạn. Và bên này chính là chỗ mình ngủ đây. Chỗ ngủ của mình á, nhìn ra một cái tivi đây luôn. Mình có thể vừa nằm vừa coi tivi đây được. Cũng có cả ghế sofa đây luôn, để cho khách mà tới thăm phòng ngủ á. Thăm phòng ngủ á thì có thể ngồi đây mà coi tivi thôi nha. Ngoài ra thì mình cũng có để một cái quạt để mà quạt cho cái giường của mình mát thôi. Cũng có một cái máy giặt ở trên đây luôn, để khi mà giặt đồ á mình đỡ đi xuống. Có mấy cái chậu hoa nữa bạn ơi, cho nó thêm phần sinh động một xíu. Bây giờ mình sẽ đi ngủ cái nha. Trời ơi, vừa ngủ vừa coi tivi, quá là xịn sò luôn bạn ơi. Thì trên cái phòng ngủ mà nãy mình có để rất là nhiều đồ luôn. Ở đây chúng ta có được mấy viên đá Z nè, những viên đá Mega. Wow, đấy, nhiều vô số luôn. Bên đây thì có những cái tập play của Asus, cũng như là những cái memory card dùng cho con Sivali nha bạn ơi. Bên đây thì có những cái pet, những cái huy hiệu của hội quán nè. Wow, tôi có nói rất là nhiều luôn. Đây là những cái loại vật phẩm đặc biệt nữa bạn ơi. Mình có nè. Hôm bữa đi câu cá được 2 cái blue shark, tao nói nó hên gì đâu đó. Rồi, thế là xong cái ngôi nhà của chúng ta rồi bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra mình đã có được bao nhiêu Pokemon rồi nha các bạn ơi. Và chúng ta đã có được 824 Pokemon rồi đó. Quá là xịn luôn nè. Và mình đã hoàn thành được 92% Pokédex luôn rồi. Thế mình sẽ kiểm tra mấy em Pokemon của Gen 8 coi. Mình có thể tiến hóa được cái em Dusclops trong tập ngày hôm nay nữa bạn ơi. Rất là đã luôn ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tiến hóa con gì nữa? Cái con Dupwool này thì mình chưa tiến hóa ha. Chắc mình sẽ tiến hóa Wooloo lên Dupwool luôn nha các bạn. Ủa, con mèo này mình cũng có thể tiến hóa được nè. Đây là Zamber. Nhìn mặt nó téo vậy chưởng hả? Ngoài ra thì mình còn hai cái dạng của Eplin nữa. Wow, như các bạn mình mới biết, đây là một em Pokemon á thần đó các bạn ơi. Rất là mạnh của Gen 8 luôn. Và cái con rồng á, nó chui vào trong lấy táo đó bạn ơi. Và ấy chưởng à, con rồng mà mình tưởng con sâu không à. Và cái ấm trà này chúng ta có thể tiến hóa được nè. Ui, đây là cái tách trà thì phải. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hóa em Pokemon của Gen 8 nha bạn ơi, cho nó hấp dẫn. Rồi bên này có một cái em boss Electrike nè. Để mình qua mình đánh nó luôn nha bạn ơi. Em nói rồi, nhìn có tí hơn à. Dứt nó thôi bạn. Xài Flood Cannon đi ha. Câu của nó cũng khá là nhiều máu luôn rồi. Chắc mình lại tiếp tục Flood Cannon nữa thôi. Phải đánh một tên nữa thì may ra em này mới hẹo được các bạn ơi. Ây da, nó cũng chịu khó cấu máu mình đó. Ancient Power. Chết quẹo luôn, nó cho mình một cái Red Card. Red Card này thì chắc mình sẽ cất vào trong đây ha. Thì để mà triệu hồi mấy em đón sáng tạo á, thì mình sẽ cần mấy viên Ruby đó các bạn ơi. Ruby của cảm xúc nè, của ý chí, cũng như là của trí tuệ nha các bạn ơi. Và chắc mình sẽ lấy Ruby ra thôi. Ruby mình để trong cái ba lô màu vàng đúng không? Lấy 3 viên ra thôi nha các bạn ơi. Chỉ cần 3 viên là được rồi. Em UC này thì mang sức mạnh của trí tuệ đó các bạn ơi. Ủa? Nó không có cảm thấy thoải mái. Tại vì mình không có đủ điểm vui vẻ cho tụi nó thôi. Chắc bây giờ mình sẽ lấy những cái trái berry mà thiên về những cái điểm vui vẻ cũng như những điểm EV á, ra cho tụi nó ăn nha bạn ơi. Để mình coi thử điểm vui vẻ của nó đang là bao nhiêu rồi. 232 mà vẫn chưa cảm thấy. Trời ơi cái con này. Rồi nó đã maximum rồi các bạn ơi. Đây em UC chúng ta đã maximum điểm vui vẻ các bạn ơi. Đó chính là 255 đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho Aziu ăn nè. Trên maximum luôn nha các bạn. Đó nó mắc luôn rồi nè. Và cuối cùng là Maxwick. Wow. Và có một em Legendary đó chính là Tornado xuất hiện nè. Mà Tornado thì mình đã có rồi. Ui tiếc ghê. Đây UC. Chúng ta sẽ bấm chuột trái bằng cái viên Ruby. Đó mình đã có được. Wow, viên Ruby của trí tuệ bạn ơi, rất là xịn luôn. Và UC của mình nó cũng đã giảm xuống còn cấp 40 thôi kìa. Rồi tiếp theo là Aziu nha. Đây là em Pokemon sở hữu sức mạnh của ý chí đó. Đây, ngon lành luôn. Và cuối cùng là Mesprit. Đâu rồi, Mesprit của tôi. Đây nè các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi bấm chuột trái vào thôi. Và chúng ta đã có được viên Ruby của cảm xúc rồi đó. Mình sẽ ghép 3 viên này lại để tạo ra một cái dây chuyền nha các bạn ơi. Đây là cái Red Chain nè, một cái dây chuyền đỏ, cái chuỗi đỏ đó. Mình sẽ cất thật là kỹ vào trong đây đi ha. Rồi, bây giờ chắc chúng ta lại cho mấy em Pokemon này lên cấp tiếp tục thôi bạn ơi. Mình đã lấy 3 em Pokemon mà mình sẽ định tiến hóa trong tập ngày hôm nay ra rồi nha các bạn ơi. Đây là Wooloo, mình sẽ kiểm tra coi cấp bao nhiêu nó sẽ tiến hóa nha. Wooloo, Evo.
Em này thì sẽ tiến hóa khi đạt cấp 24 bạn ơi. Tiếp theo là Shinitia. Em Shinitia này thì cấp bao nhiêu tiến hóa ta? Wow, con này nhìn như cái ấm trà bạn ơi. Shinitia. Tiếp theo là Dossler nha bạn ơi. Em này chừng nào tiến hóa ta? Dossler Evo. À, cấp 30 nó sẽ tiến hóa. Ui, có vẻ là luyện hơi lâu đó bạn ơi. Nhưng mà không sao. Đầu tiên á, chắc mình sẽ lên xử cái em Tornadus này nha bạn ơi. Trời ơi, em này mình đã có rồi nhưng mà nó lại xuất hiện nữa. Rồi, chắc chúng ta sẽ chuyển qua Dianga đi để đánh cho nó dễ dàng hơn nè. Wow, đây chính là Tornadus các bạn ơi. Quỷ thần của gió. Rồi, mình sẽ xài chiêu Flash Cannon nha các bạn. Trời ơi, một phát chết well luôn. Và Pokemon của mình đã lên cấp quá chừng luôn. Mình sẽ thay cái chiêu Crow này đi ha. Wow, ngon lành cành đào liền. Cái em Sinity á, nó sẽ tiến hóa theo cái cách đặc biệt các bạn ơi. Đúng là Pokemon Gen 8 nó có khác. Để mình coi thử cái em Sinity này á, chừng nào nó sẽ xuất hiện nha các bạn ơi. Biome, nó sẽ xuất hiện vào vùng Root Forest và thời gian là ôi ban ngày. Chắc sẵn tiện thì mình sẽ quay mình đập cái em Machop này luôn đi ha. Rồi, đây các bạn ơi. Machop. À đây là Wachok chứ ha. Mày nè, ơi ngậm cứu tỏi luôn. Nó lại cho mình một cái Power Bell nè. Cái này dùng để luyện những cái điểm EV cho Pokemon đó nha các bạn. City nó đều tiến hóa đặc biệt luôn. Y chang Uplink vậy. Chúng ta phải đập nó cho nó rớt ra đồ. Ồ đây các bạn ơi, đây chính là City nè. Đang mãi chém gió vậy nó. Nó tức quá nó xuất hiện thì vậy. Tức lắm đúng không? Nó không có rớt ra cái món đồ mà mình cần nè bạn ơi. Phải đúng cái món đó thì City nó mới tiến hóa được các bạn ơi. Ôi, bên này có một con Onix xuất hiện nè bạn ơi. Ôi, và đây chỉ là Onix thường thôi hả? Onix thường thôi nè. Buồn thiệt sự luôn. Mình không có gặp cái dạng đặc biệt gì ta. Mày nè, ngẫm đi. Onix thường cũng đua đội xuất hiện à. Đây có một cái ông trainer đó bạn ơi. Trainer cấp 15 thôi. Sao cấp thấp quá vậy? Chắc là do mình đem Pokemon cấp thấp các bạn ơi, nên gặp ông này nè. Wow, lên cấp quá chừng quá đất luôn. Có một em boss Clefairy ở phía bên này nữa các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi qua và dứt điểm em luôn nha. Cái gì là bắt vậy? À, Kakon. Lâu quá mới thấy lại nó đó các bạn. Ancient Power nè. Cũng chưa ngụm nó luôn. Con này có vẻ khá là trâu ha. Flood Cannon nó thử nha các bạn. Là này thì ngụm rồi nè. Và vẫn chưa có em Pokemon nào tiến hóa luôn. Ui, có con Spoing kìa. Để mình đánh con boss nó Spoing này luôn đi ha. Xong boss Spoing này hả? Spoing. Đây là cái con heo lò xo thì phải bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu Flood Cannon này đi. Con này thì cấu mình không có xây nhiều máu cho lắm ha. Ui và đây rồi. Em Pokemon của mình đang bắt đầu tiến hóa các bạn ơi. Và Wulu hả? Để mình coi nó sẽ lên cái hình dạng như thế nào nha bạn ơi. Wow, con này là cái con cừu nữa bạn ơi. Quýt con cừu hay con dê nữa. Ơi, con cừu gì mà có hai cái sừng như con dê vậy? Này là quắc à. Đây là Double Wool bạn à. Tiến hóa cấp 2 của cái con Wulu đó. Và đây, Double Wool đây nè các bạn ơi. Đây chính là Double Wool nha. Em này thì mình có cởi được không? Ôi không có thể cởi được. Quýt có con Cách Leon nó xuất hiện kìa. Đó, đây là cái em thằng lằn đó bạn ơi. Em này á, nó có một cái dạng nữa là dạng Alter, rất là đẹp luôn. Nó cũng như là em Salamence Alter mà hôm bữa mình bắt á. Nhưng mà nó hơi bị hiếm xuất hiện thôi. Để mình thử mình gặp Cách Leon nào đây. Gặp Cách Leon thường. Bên xanh này là dạng thường rồi. Cái dạng Alter thì nó sẽ có cái màu khác các bạn ơi, màu tím. Ui, lè lử nó lê mình kìa. Lụm nó luôn. Flash Cannon đó nha bạn. Bên đây lại có thêm một em chim Pipipec nữa nè. Một cái hiệu cái coi. Ôi, em Tynun á, nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui, ngon lành phải chưởng à. Ôi, mình không gặp cái em này lắm luôn á. Để mình chạy qua mình coi thử nha các bạn ơi. Wow, nó sẽ xuất hiện. Ui, nó đây hả? Ui, nhìn lạ quá vậy. Em này mới cấp 15 thôi. What the hell? 15 chơi bời gì? Em này chỉ mới cấp 15 thôi các bạn ơi. Và đâu rồi? Đây chính là em nè các bạn ơi. Tynun. Cấp 15 thì xài Whitbon nha. Wow. Đây được mệnh danh là một em Pokemon có thể biến đổi y chang là Assault vậy đó các bạn ơi.
mình sẽ tiến hành force whip nó trước đi ha, cho nó còn một máu trước đã, rồi mình sẽ đánh nó sau. Ui, hên vãi chưởng à, tìm nó lâu lắm rồi các bạn ơi. Giờ thì xài Liverborn ha, cấp 15 mà, cấp thấp hơn em Caesar của mình rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà nó cũng là một em huyền thoại nên là cái tỷ lệ bắt á nó cũng rất là khó nha. Ui, Tynion, xịn vãi, Liverborn này nè. Xịn sò thiệt sự luôn. Ui, có vẻ như là không thành công rồi. Con này thì trên đầu nó đeo cái gì vậy ta? Con này nó tóc nó vậy hả? Hay là cái này là cái gì vậy các bạn? Nhìn lạ quắc à. Như là một cái em Pokemon đã bị phong ấn vậy á. À, nó có cái vòng của Arceus luôn, đúng không các bạn? Nhìn nó cũng lạ quắc à. Tại vì hồi đó giờ mình chưa gặp cái em này lần nào luôn á. Vẫn tiếp tục là Liverborn nhưng mà không thành công rồi. Thôi, chắc mình sẽ quăng thêm 3 quả nữa đi. Không được thì mình sẽ quăng qua quả khác nha. Em này thì đánh mình không có xi nhê đâu. Liverborn tiếp nè. Vô đi, mới cấp 15 mà sung quá chừng luôn. Trời ơi. Nói vậy nó đánh mình nữa bạn ơi. Liverborn nữa nè. Con này nó cũng lì lắm đó. Ôi, và có vẻ như là Liverborn á không có tác dụng rồi. Mình sẽ chuyển qua cái quả Dustborn đi ha. Mình mang rất là nhiều bon rồi. Tại vì cái lúc chuyển nhà mình phát hiện ra mình để bon lung tung lắm bạn ơi. Nên là bây giờ mình gộp lại nó cũng khá là nhiều đó. Nhiều hơn xíu là nó cũng không có nhiều đâu. À, Dustborn nè. Ôi trời, buổi tối bắt Dustborn cũng khó quá chừng luôn. À, Dustborn tiếp đi ha. Wow, em này cấp thấp như vậy nhưng mà bắt khó bạn ơi. À, nhưng mà lần này ơi, mình đã bắt được em Tynion rồi nè bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ xuất hiện tại cái vùng Jungle S nha bạn ơi, vào lúc bình minh và hoàng hôn đó. Ơi, cũng xịn chứ ha. Mình sẽ cùng coi cái ẻm đây. Tynion. Oh. Wow, mình tưởng nó màu trắng chứ. Ai vậy nó màu này hả? Và chúng ta không thể cởi được các bạn ơi. Con này như là bị phong ấn vậy các bạn. À, Flash Cannon mà nè. Thấy tôi có một Pokemon mới là tới thách đấu liền. Wow, em Tynion cũng khá là xịn sò chứ bộ. Nhưng mà tiếc là không có cởi được. Sao con này nó lai giữa nhiều con các bạn ơi. Sao nó có cái đuôi của con cá phải không? Mình không có hiểu về cái con này. Đây là chân chim hả? Chân chim đúng không? Nửa chim nửa thú hả? Đồ có cá nữa. Ui, cái đầu thì của con gì đây? Ui, con này lai tạo giữa rất là nhiều cái con Pokemon luôn các bạn ơi. Ui, Eplin nó lại xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Ơi, để mình lên đây mình bắt nó thử coi. Eplin. Đây rồi, đây rồi. Không biết cái lần này nó sẽ cho mình cái gì ha. Mấy cái táo này rồi xuất hiện lên ngọn cây không mà. Ui, vẫn là trái táo thường thôi. Ui, vãi chịu nha. Okay, Shadow. Ôi, đây. Một cái Zyga. Các bạn ơi, đây là một cái Zyga Cell hả? Ôi, mình đã được cái Zyga Cell thứ 55 rồi đó. Phải chứ à. Ôi, và đây chúng ta cũng gặp được một em Onix luôn nè các bạn ơi. Đây là Onix Crystal nha. Ui, hàng xịn đó các bạn ơi. À, hồi nãy thì mình có bắt một cái em Pokemon mà mình chưa kịp bấm quay. Đây, để mình phone VIP nó trước đi ha. Em này mới cấp 10 đó các bạn. Cũng ngon lành ngành đào đó. Bây giờ mình sẽ xài Whitbon trước nha các bạn ơi. Quả đầu tiên lúc nào cũng là Whitbon thôi. Ôi, cái em Onix Crystal này nó rất là khó xuất hiện luôn nha. Nhưng mà chắc hôm nay mình hên sao á. Ui, không được rồi. Nhưng mà nó cấp 10 thì mình phải chuyển qua Liverborn cũng được. Whitbon không thành công thì chuyển qua quả khác thôi. Có điều bắt nó lâu một xíu thôi bạn ơi. À, ngon lành liền. Và nó có được kẻm rồi các bạn ơi. Xịn vãi chưởng ạ. Đây, Onix Crystal mình sẽ cho các bạn coi nha. Đây, đây chính là Onix Crystal. Ồ, xịn sờ con bò chứ kìa. À, ta có thể cởi được nha các bạn. Hấp dẫn luôn. Ui, để mình coi kích thước của con này á. Ui, hình như kích thước bự thì phải. À, con này kích thước small thôi. À, thước nhỏ bạn ơi. Ui, nhìn nó kích thước nhỏ nhưng mà nó rất là khổng lồ luôn nè. Xịn vãi chưởng ạ.
Và em này chúng ta vẫn có thể tiến hóa lên em Steelix Crystal được luôn nha các bạn ơi. Cũng như là Mega Steelix Crystal luôn đó. Nhưng mà cái hình dáng Mega thì hiện tại đang bị lỗi thôi. Ôi các bạn ơi, hồi nãy á, mình có bắt một cái em Portuguese. Và mình cũng đã có luyện cấp cho em Rosler lên cấp 29 rồi nè. Nhưng mà mình chưa bấm quay. Và cái chữ ngờ. Và đây, đây chính là Portuguese nha các bạn ơi. Đây là tiến hóa của con Sinistea đó. À, để mình coi. Nó còn một cái pot mà nó tiến hóa các bạn ơi. Mình kiểm tra lại nha. Đây cái pot. À, là những cái ấm trà. À, thì ra nó sẽ cần những cái ấm trà để nó tiến hóa đó các bạn ơi. Đây, đây chính là con Pornistea nè. Con này là hình như là một cái ly trà thôi. Và đây, đây là tiến hóa cấp 2 của nó. Là hình một cái ấm đó các bạn ơi. Cái mì bể phải. Ồ, rất là xịn sò nha các bạn ơi. Còn cái em Dustler này á, chắc mình sẽ cho nó tiến hóa luôn nha. Đây, Dustler lên đây, lên đây. Em có luyện cấp mà mình chưa bấm quay. Phải chữ ngơ. Đây, nó cấp 29 rồi bạn ơi. Cấp 30 nó sẽ tiến hóa đó. Ồ, và bây giờ Dustler chúng ta đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Xịn sò phải chữ ngơ. Để coi nó sẽ lên con gì đây. Ồ, này chắc phòng thủ hơi ghê đó. Wow. Và đây là một em bọ rùa bạn ơi. Đây là Orbital. Ôi con này thì mình không có thể cưỡi được. Ui mà nó có cái đôi cánh nó to thiệt sự luôn. Ôi cũng rất là đẹp luôn nha bạn. Cái mặt nó nè. Mặt ngáo với chữ ngờ. Ngon lành rồi. À và đến hiện tại mình sẽ kiểm tra coi mình có được bao nhiêu Pokemon rồi nha. Wow, hiện tại mình đã có được 828 em rồi đó bạn ơi. Ơi, để coi được bao nhiêu phần trăm rồi. Vẫn được 93% thôi. Ui. Và nãy á, mình cũng có bắt thêm một em Nicroma bằng cái quả Dust Ball thôi. Cái này mình bắt bằng một quả Whip Ball với hai quả Dust Ball là thành công đó bạn ơi. Nhưng mà em này nó cho mình một cái Lunarizer. Trời ơi, vẫn khá là xui luôn các bạn. Thôi kệ bạn ơi, tập sau mình sẽ bắt em này lại ha. Để mà tiến hóa nó lên cái dạng Dustman luôn nha các bạn ơi. Đó, Darwin và Dustman. Có con Silvato Shiny nè các bạn ơi. Nó ở đâu vậy? Hình như nó ở trên này nè. Con này mình đã có chưa ta? Ơi cái con Shiny mình chưa có bạn ơi. À, Shiny nó màu khác. Ôi màu đẹp phải chưởng hả? Wow. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Cái này thì cấp 20 nha các bạn ơi. Ơi cũng ngon lành chứ bộ. Và yes, chúng ta bắt được nó rồi nè. Ui lại có con Applin nữa. Ui Fla bé bé. Fla bé spawn làm gì? Fla bé bé có rồi mà. À, Flapple. À đây là cấp 2 của Applin chứ không phải là Fly bé bé bạn ơi. Phải nồi. Nó xuất hiện rồi nè. Ui, cuối cùng nó cũng chịu ra mặt đó bạn ơi. Ui, như nó cũng ở trên cây luôn thì phải. Ý, ngon lành. Tôi sẽ tiến hành bắt nó luôn nha. Wow. Cuối cùng cũng gặp được ẻm các bạn ơi. À đây các bạn ơi. Ui, phải ạ. Con rồng thiệt sự. Ui, đây là con rồng. Nó cắn lấy táo nè. À, nó lấy cái táo làm cái cánh bạn ơi. Ui vãi hả, đây là Flapple nha. Cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. Mình sẽ bắt nó trước bằng Whitbon nha. Wow, Flapple. Ôi không được rồi, để mình coi kỹ con này coi. Ui có vẻ bắt em rồng này hơi khó bạn ơi. Tí để mình bắt xong mình sẽ coi kỹ hơn nha. Thôi chắc xài Tamoan luôn cho lẹ các bạn ơi. Xài mấy cái quả kia lâu quá à. Tamoan. Ui cũng không lẹ lắm. Lâu với chữ luôn. Đi Tamoan tiếp nè. Em này cấp 50 lận nên là thu phục nó hơi khó bạn ơi. Ồ nhìn nó nè. Con rồng. Phải à. Đấy bạn. À trong cái táo nó có con rồng. Ôi phải chữ luôn. Và nó bay xong nó lấy cái trái táo làm cái cánh luôn hả? Ui cái gì mà hay quá vậy? Ui đây là Pokemon á thần đó hả? Ui thằng chị bắt khó hả? Ê một quả Cyberball nữa đó các bạn ơi. Ui có một cái con bọ rùa khác nó thách đấu mình nè. Này là Ladybug. Ơi mình đã bắt được ẻm rồi các bạn ơi. Ladybug. Đâu thách đấu nữa không? Tìm tới cái chết thôi mày. Cắt kéo chít nè. À, để chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Ui, đâu rồi? Tiếng như là Fly Apple á bạn.
Flapple là có thể là Fly Apple á, là trái táo bay á. Con này kích thước huge nhưng mà nó vẫn chút xíu à. Vãi à, con rồng á, lần đầu tiên mình thấy con rồng này á. Đây bạn ơi, ta thể xem được nè, nó thuộc hệ rồng cũng như hệ lá. Con này thì nó sẽ tiến hóa khi mà chúng ta cho cái con Applin này ăn trái táo chua cay nha bạn. Đó, còn ăn táo ngọt thì nó sẽ lên cái con Appleton nha. À, cũng khá hay ha. Này mình có cởi được không? Đúng rồi, nó nhỏ xíu rồi sao cởi được. Đè nó chết luôn á. Để mình đi kiếm con Applin nữ đi bạn ơi. Rồi thì chắc video mình tới đây kết thúc rồi. Hôm nay mình đã may mắn luôn khi đã bắt được Titan nè, Flapple, à, tiến hóa game Double này cũng như là con Orbital nè, và cuối cùng là con Portigit. Thì nếu bạn thấy video này hay đừng quên bấm một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.